phục vụ sinh chắc nó khác với phục vụ A7 kia nhỉ? A7 nó không sản xuất nữa, bây giờ là phục vụ sinh chắc với phục vụ B. À cái này là mới đấy hả? Con này 18 số là mấy số? 12 hả? Biết phục vụ sinh chắc. Đây là long lanh. Sao thằng phục vụ A7? Đây, thử đang bấm mở này. Cái này con nó đi lúc bao nhiêu, lúc 12. Quá đã. Bấm bấm cục kia là yeah.